Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Dũng sẽ trở lại bằng phần điểm tin Việt Nam. Kính thưa quý vị. Tin từ Sài Gòn, mẹ bồng con nhảy lầu thoát khỏi đám cháy. Vào ngày 17 tháng 4, một cơ sở may mặc trên đường Nguyễn Thái Học, quận Tân Phú bất ngờ phát hỏa khiến hàng chục công nhân hoảng loạn tung cửa tháo chạy. Vợ chồng chủ cơ sở ở trên lầu vội ném bao tải xuống đất, bế con nhỏ nhảy xuống thoát nạn. Lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà do bên trong có nhiều vải, phụ liệu ngành may rồi lan sang căn kế bên. Người dân hô hào chữa cháy nhưng bất thành. Trời tờ mờ sáng thì cả xóm náo loạn vì tiếng hô cháy cháy. Mọi người chạy hết ra đường. Nhiều nhà cạnh cơ sở may thấy cháy lan vội dời đồ đạc ra hết ra ngoài. Một người dân sống gần hiện trường kể, lực lượng cứu hỏa cộng sản đã dập tắt hỏa hoạn một giờ sau đó. Tuy nhiên, hai căn nhà và nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy đang được điều tra. Tin Vũng Tàu, một trường mầm non bạo hành trẻ em bị đóng cửa. Vào chiều 17 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo Cộng sản thành phố Vũng Tàu đã buộc đóng cửa và xử phạt nhóm trẻ Hoa Ly tại đường Tiền Cảng, phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu. Trước đó, vào đầu tháng 4 2017, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh trong khi ba cháu bé gào khóc và ói thì một phụ nữ liên tục dùng tay tát vào mặt và nhét thức ăn vào miệng các cháu. Theo thông tin trên mạng, những hình ảnh bạo hành trẻ đó đã xảy ra tại trường mầm non Hoa Ly, thành phố Vũng Tàu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trường này đang nhận giữ gần 40 trẻ từ 25 tháng đến 5 tuổi. Người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ trong đoạn video được xác định là Đàm Thị Huệ, 23 tuổi. Trước đó, chính quyền Cộng sản địa phương đã buộc đình chỉ trường mầm non Hoa Ly, xử phạt bà Đỗ Thị Nương, chủ của trường, 4 triệu đồng, trả lại tiền đã thu của phụ huynh, thanh toán các khoản tiền cho giáo viên nhân viên. Riêng cô giáo Đàm Thị Huệ, Công an Cộng sản đã lập hồ sơ xử lý, kính thưa quý vị. Đã được nếm trái cấm còn quay lại tống tình người tiền. Lang thang trên mạng, chị Ly quen với Bùi Văn Sơn, 20 tuổi và bị cuốn hút khi gã giới thiệu là cầu thủ bóng đá. Nói chuyện cá tính, sau thời gian trò chuyện, cả hai gặp nhau tại một khách sạn như đôi tình nhân tuổi teen. Trong lúc ân ái, Sơn đã bí mật ghi hình bằng điện thoại rồi viện cớ phải về trước. Khi về nhà, chị Ly nhận được tin Sơn báo chiếc điện thoại bị mất. Kẻ nhặt được đã đe dọa tung clip phòng the của họ lên mạng nếu không đưa 1,5 tỷ đồng. Sau đó, chị Ly nhận lại được cú điện thoại từ số máy lạ. Một người đàn ông nói đã nhặt được điện thoại, nếu không nộp đủ 1,5 tỷ đồng, nhắn sẽ đăng clip lên mạng, gửi cho chồng chị hoặc bán cho người làm phim sex. Bị bức bách, chị Ly đã báo công an cộng sản. Sau đó, chị Ly cầm khoảng 300 triệu đồng đến giao tại khách sạn theo yêu cầu. Khi đang nhận tiền, Sơn bị công an cộng sản bắt quả tang. Trong người Sơn có chiếc điện thoại iPhone màu trắng lưu video ân ái của chị Ly cùng sim số điện thoại dùng để tống tiền. Tin Đà Nẵng, đội trưởng an ninh sân bay ăn cắp tài sản của hành khách. Vào ngày 17 tháng 4, Tổng Công ty Cảng Hàng không Cộng sản, viết tắt là ACV, đã quyết định kỷ luật Nguyễn Tiến Thắng là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Cộng sản thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, nguyên đội trưởng đội an ninh Cộng sản soi chiếu về hành vi lấy tài sản của hành khách hồi năm 2016. Theo như ACV, thì việc hành khách khiếu nại và bị mất tiền là có thật. Số tiền của hành khách bị mất khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và mấy trăm đô la trong ví. Thắng cũng có giải trình và thừa nhận toàn bộ sự việc vì quá rõ ràng, không thể chối bỏ được. Được biết, trong năm 2016, tại cảng hàng không Đà Nẵng cũng có một nhân viên nữ lấy tài sản của hành khách. Sau đó, cảng đã buộc nhân viên này trả lại tài sản và chỉ cảnh cáo đối với người này, kính thưa quý vị. Một cựu giáo viên cộng sản lừa đảo rồi xuất cảnh qua Mỹ. Chiều ngày 17 tháng 4, Công an Cộng sản tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Kim Cúc, 58 tuổi, là giáo viên đã nghỉ hưu, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Công an Cộng sản xác định, từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016, Lê Thị Kim Cúc đã lợi dụng lòng tin của nhiều người, cùng với uy tín giáo viên để đưa ra thông báo tính gian dối về việc có khả năng xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước Cộng sản. Với phương thức thủ đoạn trên, Lê Thị Kim Cúc đã nhận hồ sơ xin việc làm và tiền đặt cọc của khoảng 20 người với tổng số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt. Sau khi nhận được tiền, Cúc đã không thực hiện cam kết như đã hứa. Được biết, đối với các ngành công chức, viên chức nhà nước Cộng sản và ngành y, giáo viên, Cúc lấy từ 60 đến 180 triệu đồng. Hiện, Cúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an Cộng sản xác định Cúc đã xuất cảnh qua Mỹ. Tin Cà Mau, thiếu niên lấy mạng người vì bị chửi là thằng thổ.
Vào ngày 17 tháng 4, Công an Cộng sản tỉnh Cà Mau đã thẩm vấn Lý Văn Giỏi, 17 tuổi, về hành vi giết người. Trước đó, vào ngày 16 tháng 4, bà Hà Thị Ngon phát hiện thi thể cháu ruột mình là Lê Văn Phụng, 15 tuổi, ở đám lá dừa nước phía sau vuông nuôi tôm của hàng xóm đang trong giai đoạn phân hủy, nên báo chính quyền Cộng sản. Công an Cộng sản tỉnh Cà Mau sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não. Nhận định đây là vụ giết người nên có khả năng mâu thuẫn cá nhân. Sau khi điều tra và thu thập chứng cứ, vào ngày 17 tháng 4, Công an Cộng sản xác định Giỏi là nghi can giết người. Ban đầu Giỏi khai nhận sáng 15 tháng 4, khi Giỏi đi đến trường trung học Hàm Rồng, thì gặp Phụng đang ngồi ở đầu cầu gần trường. Khi thấy Giỏi đi đến, Phụng gọi là thằng thổ. Nghe thế nên Giỏi tức, rủ nhau ra phía sân trường đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Giỏi lấy cây đước đánh đầu Phụng. Bị đánh bất ngờ, Phụng ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, Giỏi mang xác Phụng ra vuông tôm giấu. Kính thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức thế giới, tỉnh Hoa Kỳ và tỉnh Việt Nam. Quốc Dũng và Jenny xin kính chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật an lành và hạnh phúc.